Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 5 tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ trồng cây chào mừng kỷ niệm lần thứ 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn trong năm. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Đức Hòa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Tại khu công viên công cộng thuộc khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị liên quan là Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng văn hóa thể thao tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Vườn quốc gia Bi Đúp Núi Bà, Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Ban quản lý rừng Tà Nung và Trung tâm lưu giữ quốc gia 4 đã tham gia trồng 300 cây xanh che bóng cho số lượng cây me ăn đào nhằm tạo điều kiện cho cây me ăn đào phát triển. Khu công viên công cộng thuộc khu du lịch Hồ Tuyền Lâm rộng 20 hecta hiện đã được phủ xanh bằng cây me ăn đào. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm lễ hội mai ăn đào trong tương lai, tạo thành điểm nhấn du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt, ngàn hoa với sắc me ăn đào đặc hữu.